Ok, à, chào các bạn, mình là Linh đây. Cũng sau nhiều hôm gọi là bỏ bê truy kích thì nói chung là mình cái game kia nó có nhiều cái mới quá nên mình cứ đâm ra cũng thích anh em ạ. Hôm nay anh em sẽ trở lại với truy kích nha. Mình sẽ tiếp tục về map thứ hai, map thứ ba chứ, map thứ ba và map thứ tư. Ủa đây đã đạn đây rồi. Ok, với các bạn là về càng sau thì boss nó sẽ càng mạnh hơn và đây vẫn là cái con đường rất là dài để đến với cái cung thần anh em ạ. Ôi, chắc phải dọn. Ui, lắng ấy. Phải dọn hết cái đống này đã. Ui, bị nó vây này. Đánh cái này anh em phải để ý, lấy để kiếm cái gọi là. Đây đây, lấy đạn đi, phải để ý đạn nha. Lắc quá. Đạn xuống lên. Rồi mình sẽ quẩy hết sức có thể này. Nói chung mấy cái map này thì về độ khó ấy, để mà nói thì so với cái game mà mình gọi là truy kích nâng cấp này thì đánh game đấy nó khó hơn nhiều, nhưng mà nó kiểu nó thích kích thích hơn so với việc anh em gọi đánh nó quá dễ đúng không? Ok. Ui. À bây giờ mình một số anh em bảo là mình mới để ý này, anh em ở trong chế độ AI này này thì anh em có thể nâng cấp nhá, tức là anh em sẽ có thể là nâng cấp tăng thêm giáp này và tăng thêm máu thông qua những cái trang bị như kiểu là mình nhớ là có áo giáp, có kính các kiểu, nhiều thứ lắm. Ủa gì nhanh nhanh nào. Ủa hết bố đạn rồi. Ở đâu rồi, mày quá nhận được khó đạn. Ui lãng ấy. Nó gì nhanh đi. Ui thằng ấy Dragon đấy kìa. Cái côn ấy. Ui gì nhanh nào. Đây chắc sau xong cái đoạn này là. À chưa chưa, mình nghĩ đoạn sau nó phải đến boss. Sao lãng nhỉ. Ui. Ui đằng sau đằng sau. Này thì móc lốp này. Ui cho em xin đi đạn anh ơi. Chết rồi, mình đã sắp hết đạn rồi. À đây có ép. Ô sao bấm ép nó không được. Chết rồi, mình búp ép cho thằng khác rồi sao ấy. Đùa. Ta đây có đạn rồi, chơi cái này thiếu thốn mãi luôn ấy. À đúng rồi, mình có cận chiến mà. Ui chơi chuyển sang cận chiến, ngon đấy. Ồ cái vạch bên trên, cái vạch hình xanh xanh ấy, anh em ạ. Thì là cái đấy là gọi là cái giáp nhé, còn cái vạch đỏ đỏ với là vạch máu chứ không. Clip trước mình nhầm. Rồi đâu rồi. Ôi chết rồi, không có tí đạn nào, mình bấm F hình như là bấm F thôi. Cho vào thằng, à đây đây đây, trong này là boss này. Cho thằng nào đấy, à, thằng nào hên ấy. Ôi đúng rồi, trước cái này em khuyên anh em là nên cầm vũ khí mà nó có cái khả năng cận chiến nhé. À đâu rồi, có đạn rồi. Ôi. Bởi vì nó hết đạn thì có kiếm mà cận chiến mà nghịch. Ôi lại hết rồi. Đùa thiếu thốn mà lời. Thông một ít. Không có con nào nó ra đạn à. Chơi khó nhỉ, chơi căng nhau vãi. Ok. Ơ thằng kia nó lên được kia kìa. Ô, sao nó lên được nhỉ. Thế nhiên là cái con nổ ấy. Cái con Saxo nó làm nổ ra nó bay lên đấy. Ôi đây boss đây, boss đây anh ơi. Nhưng mà có đạn đây đấy. À cái con này anh em nhờ. Cái map AI đầu tiên này, cái map đấy còn gì nữa. Ờ để xem nó có cái chiêu gì. Ờ cái con ở kia nhìn nó hơi xấu, đây nhìn nó. Ui. Hay phết nhỉ. Con này nhìn nó thêm màu sắc, nhìn nó màu mè hơn tí, xanh xanh xanh. Đúng rồi, gì nhỉ. Cái con boss đầu tiên còn gì nữa. Để. Chả có đạn, thôi mình tự sát đi. Mình tự sát lấy đạn này. Cái này phải kiểu tự sát thôi chứ. Đây. Giết nó. Ui kìa kìa. Ui kìa. Ui cái set. Ui cái set. Cái set đấy đuổi. Con đâu rồi. Ui đây đây đây. Ây à, mạnh phết nhờ. Này để cứng này. Giết. Ôi mình giết rồi, mình giết rồi anh em ơi. Mình giết con boss. Ui xong. Thế là xong, xong con boss thứ 3 rồi.
Ê, mấy cái ngọc này là anh em sẽ đổi đấy. Mình không biết được đổi cái gì nữa. Để tiền xu thôi, ok, đến map thứ tư nha. Ui, được lên level này. Cái này có level các kiểu anh em ạ. Đây này, anh em có thể nâng cấp cái, chẳng hạn nâng cấp cái máu và giáp lên bằng cái này này. Đấy, lên level 7 này. 9 rồi. Ok, mình sẽ cộng mắc hết đi. Thế là mình cầm cầm về sau kiểu boss nó càng khỏe thì anh em sẽ cần mấy cái này. Ủa, xong rồi. Rồi chiến tiếp nha, chiến boss thứ tư đây. Rồi, map thứ tư anh em ơi. Thế là đầu tiên là có boss gì nhỉ? Mình chỉ nhớ cái con, một là con Sexo thì gọi là Sexo tiến hóa. Đạn. Của mày thế. Rồi xong cái con thứ ba là cái con gì nhỉ? Boss 1, con boss 1 nâng cấp lên. Nhìn nó ngầu hơn hẳn đúng không? So với cái con mà boss 1 nhìn nó đen xì, đen thui. Để giải quyết đống này nhanh nhanh xem nào. Nhưng mà đúng rồi, mình vẫn để ý là chơi cái này anh em không, đừng nên có xả đạn kinh quá. Nhưng mà kể ra nếu mà hết đạn thì anh em có thể tự sát mà. Tự sát lại là có đầy đạn ngay đúng không? Đấy là chiến thuật cả. Hồi sinh có 3 giây mà anh em lại có đầy đạn. Thế thì thoải mái đúng không? Ôi máu máu máu. Ô, mình vẫn để ý đây như là có cái hình màu đỏ 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 đúng không? Ôi, sao chưa? Mình cảm giác như cái này nó ở một cái thuyền ấy, kiểu mấy cái này là cái kiểu cái thùng thùng ở trong mấy xe container nó chảy chở ấy. Ôi, cận chiến đi. Mình hết đạn rồi. Ở đây đây rồi, mày thế. Có đạn rồi, có đạn rồi. Ở đây cái hộp đồ đỏ kìa. Ủa sao đông thế? Khiếp, một phòng có 6 thằng mà AI thì có một tí. À đúng rồi, mình ép vào người nó anh em ạ. Thế. Sao phải để ý là khi mà ép thì anh em phải quay đi chỗ khác. Không lại hồi đạn cho chúng nó. Ủa đâu đấy? À đúng rồi, còn lục. Ủa đạn kia, ôi dồi ôi. Một đống đạn. Xông lên. Ủa tránh ra. Ủa ôi. Ủa đúng, đúng vây quanh luôn. Tại thằng kia nó đứng chắn mình, không ra được. Ủa dù sao thì khi anh em hồi sinh cũng được đầy đạn. Ở đâu hết rồi? Ui đằng kia đông đấy. Ui nó nổ. Anh em vớ vẩn nổ được lên nóc nhà ngay nhỉ. Cái con nổ này nó nhiều khi nó sẽ giúp mình bay lên nhà ấy, rất là hài. Ui. Có vật đấy suýt được thì lên được. Ôi, đường nào. Boss chưa? Ui đến boss này, đến boss này anh em ơi. Ui nhanh thế. Đấy này có tí là đến boss, có gì đây? Ui. Ui ghê phết nhờ. Được đấy, nó phi ra băng anh em ạ. Mình vẫn chưa nhìn thấy nó kỹ. À đây đây. Ô, con này con gì nhỉ? Ô, con này nhìn lạ này, con này con boss mới này. Ây à. Ui mạnh phết đấy anh em ơi. Cũng gọi là ra gì đấy. Bao nhiêu nó cứ... Ở đâu rồi? Ui. Ui nó chém bằng mình phát mà sắp chết luôn kìa. Ấy đây. Mấy cái chiêu lao lao là mình thấy giống cái kiểu truy kích nâng cấp vãi luôn ấy. Đúng rồi, càng về sau càng mạnh nó khác. Được cái là cái game này rất là lợi là cái giáp của anh em ở trên ấy. Nó hồi rất là nhanh. Nè anh em cứ một lúc là nó lại đầy. Ui. Chết luôn mà. Mà thôi để kệ đi, sắp hết đạn này. Mạnh cho phết đấy. Con này mạnh này. Phải mạnh như thế này nó có thể gọi là kích thích đúng không? À được, cứ đứng đứng ở dưới nó là không chết được đâu. Ui, nó lướt đau thế. Chết rồi chưa?
nó chỉ có tầm 4 chiêu đúng không? Lướt này, xong rồi một chiêu hút. Ủa bạn nó có mấy chục máu ấy, con này trâu thật. Xong rồi chiêu quay. Bạn nó không thấy chóng mặt à? Rồi lại hết đạn rồi. Có đạn, có đạn rồi. Ủa con này nó lì thế. Ủa nó lướt một phát là chết. À né cũng dễ thôi, né thì anh em cứ đứng ở dưới này, đi quanh quanh ở dưới này nó không chết được. Nhưng mà vấn đề là không có đạn mà bắn nó cơ. Ủa. Được rồi. Kinh phết nhở, đứng ở trong băng cũng chết mà. Mình tưởng cái băng đấy nó chỉ làm chậm đấy. Rồi phát này mình cố gắng giết bằng đường cái con này. Ôi nó còn tìm máu kìa, còn tìm máu kìa. Ê, né. Úi, nó chuẩn bị lướt, con này chuẩn bị lướt. Đấy, bị ngay mà. Lướt tiếp. Ui, lại xoay. À, giết. Trời ơi, chết tôi rồi. Nó xoay mình chết rồi. Ui, ui đau nhờ. Quả băng đấy dính vào là rất mắc đau luôn. Ui, vẫn top. Được phết, con boss này hay này. Đó, vẫn được mấy cái này. Ok, xong hai boss anh em ạ. Ui, được cái bao tay này. Đấy, anh em có thể, đây là mình đủ đồ rồi. Em cộng level mấy cái này lên để nó khỏe hơn ý. Mình không biết cái thông số này nó tăng cái gì nữa. Rồi xong hai boss nha. 3 và 4 đúng không? Ok. Anh em nhớ xem cho mình cảm nhận nhá. Được cái mình thấy con boss 4 này mình thấy nó hay này. Yeah.